Nha, nãy xin lỗi tại vì đang đi cái bị rớt mạng. Hồi nãy cái anh gì nói hay quá, anh Việt Bình Dương gì đó thì hiếu mừng ha. Anh Việt Bình Dương nói còn phiếu nhỏ hơn là Việt Bình Dương đẹp ha, anh mừng ha. Đó, mình xin chia sẻ vài phút thôi thì mình thấy hồi nãy anh này nói cũng có cái đúng và có cái cũng hơi. Chào anh Long Thủy, chào mọi người nha. Chào buổi sáng, mình đây buổi sáng mình đóng buổi tối, mình đang ở công trình đợi nó đang đổ xi măng á, rồi mình mới đi được. Ở đây mình có chút thời gian còn nói chuyện thì mình cảm thấy anh này có vẻ mình thấy cái thù hận cái gì bao nhiêu năm rồi thù gì anh thấy anh quá lòng anh gì đó thù quá thì cũng có còn có một số chứ đâu phải là mấy người chống cộng đó, ở bên này đâu phải là còn ai nhiều đâu, còn một số thôi, còn mấy người kia trẻ 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 thì họ giống như ta lập nhóm để kiếm tiền thôi, nhưng mà rốt cuộc từ 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 chính quyền bên này. Tại vì Ngọc Hiếu không có cảm thấy ở bên này với tụi nó chửi qua chửi lại giống như bên Việt Nam mình hiện giờ á. Mấy người yêu nước mình bây giờ vậy, tụi bên này là giống như tụi Benny Trương rồi tụi này nó chửi qua chửi lại, chửi qua chửi lại. Nó cũng dành mấy cái show để nó dành tiền thôi chứ không có gì đâu. Còn mà còn cái chuyện mà hôm nay khách Đà Nẵng, hôm nay mấy người khách Đà Nẵng đi đi Las Vegas rồi anh, tôi không có qua bển. Mấy người đó qua rồi, tới tới chiều chiều chủ nhật tôi mới qua bển. Hôm nay họ bay sáng nay 10 giờ họ bay rồi, đưa họ ra sân bay họ họ về rồi. Rồi đang ở chỗ anh Nguyễn Nhàn ấy, mấy người đi ra sân bay rồi. Họ bay qua Las Vegas rồi, tôi bận công chuyện tôi phải ở đây. Còn mà nãy mình đang nói về cái vấn đề mà vấn đề mà hồi nãy mình đang nói về vấn đề mà Em anh nói ảnh là em muốn hỏi anh là cái quỹ thời gian làm việc ở Mỹ đây đây mà đến trả lời, đến trả lời cho thì công an công việc nó làm ở bên Mỹ này á, thì cái công việc đó nếu mà em không có nghề nè ha, thứ nhất là em không có nghề và em không có tiếng Anh thì cái mức lương trung bình thôi, cái mức lương mà tệ nhất á, ví dụ như ở thành phố Seattle á, là cái nơi mà anh lớn lên anh nhỏ lên ở bên đó, thì hiện bây giờ nó sẽ được 15 đô, 14 đồng mấy, 15 đồng một giờ. Còn ngày xưa đó thì nó rất là thấp, nó còn có 10 đồng thôi, 10 đồng cho đến 11 đồng một giờ thôi, nhưng mà giờ nó mới vừa tăng lên. Thì ngày em phải làm 8 tiếng một ngày. Ví dụ như 10 đồng một ngày thì em làm 8 tiếng thì ngày được có 80 đô thôi. Một tuần lễ em làm 5 đồng, 8 năm 40, một tuần lễ em được 400, 2 tuần thì em làm được 800 nhá. 800 thì trong khi đó, đó nếu mà em trừ lương ra thì em trừ 30%, nếu mà em là độc thân em trừ là 30%. Còn thì em nghĩ đi, giờ 800 đô trước thuế em trừ là 30% là em còn có là em còn có khoảng chừng 500 mấy chục đô thôi à, đúng không? 500 mấy chục đô từ 30%, từ hai tuần lễ em trừ lên thì một tháng em sẽ mang về được 1.000 đến 1.100. Nếu mà em mà là độc thân một mình em đó, độc thân cái đó là thỉnh thoảng hãng đông á thì sẽ cho làm thêm giờ, một ngày người ta có thể làm được 1 tiếng hoặc 2 tiếng, thì average đó, thì là trung bình mỗi tháng như vậy thì người ta sẽ kiếm thêm được khoảng chừng 150 đến 200 đô, em hiểu không? Thì một tháng như vậy là người ta có thể là một tháng như vậy thì người ta có thể là người ta kiếm được một tháng là 1.300 đến 1.400, nếu mà cộng thêm giờ nó gọi là overtime á đó. Đó thì cái lương căn bản của người ta như vậy thôi, thì họ mang về thì bây giờ hỏi em chứ bây giờ 1.200 đến 1.300 em ở đây em sẽ đi mướn một cái phòng tệ lắm, một cái phòng em đi mướn nếu mà người ta không nhà không cửa. Cái này anh đang nói là một người độc thân không có không vợ không con thôi nhá, không vợ không con thôi đó. Thì á em sẽ đi mướn một cái phòng thì sẽ trả từ 500 đô cho đến 600 đô một phòng. Em mướn một một cái phòng tháng. không á, một tháng, cái đó là em chỉ đi mướn phòng mà em ở ké với nhà người ta thôi, ở chung thôi, là không có bếp, không bếp và là không không bếp thì không có gì luôn á. Em chỉ có lo là người ta là em xài, ví dụ như em ăn uống là em phải nấu riêng ở ngoài, cái đó là chỉ có là cái bếp thôi đó, như đó như vậy thôi. Còn á, còn á là em còn phải, em phải chạy đường đổ xăng nè, em phải đổ xăng. Nếu mà xe em đi xe nhỏ, mà đi xe nhỏ thì một tháng em sẽ đổ xăng chừng 100 đến 150, là em đi làm gần thôi. Em đi làm từ nhà chỗ nhà em tới chỗ làm thì khoảng chừng 10 cây số hoặc là 15 cây số, thì đó một tháng em sẽ trừ là 150 tiền xăng, 600 tiền nhà là hết 750 rồi, thấy chưa? Rồi em phải trả tiền bảo hiểm nữa. Điện nước Không không, cái này em mướn nhà là người ta bao luôn điện nước rồi, là em còn à. em 150 tiền xăng, 100 tiền bảo hiểm. Trung bình á, chiếc xe cũ đi cho là 50 đồng tiền bảo hiểm đi, thì đi xe cũ thì 50 bảo hiểm là coi như trung bình em trừ là hết 800, em còn có 500 mà 1.300.
thì trong đó là em lựa cơm có mắm gì thôi, ăn mì gói hay gì là vậy thôi. Cái đó là người không có văn hóa, người ta không có biết tiếng Mỹ và không có việc làm, là như vậy một tháng chỉ kiếm được 1.200 đến 1.300 thôi, nên bởi vậy nhiều khi cũng không còn cái gì dư hết á, không còn gì dư hết á. Một người độc thân là như vậy. Còn nếu mà người ta có chút chút tay nghề thì mấy người thợ, giống như mấy người thợ anh, mấy cái người mà đang cầm ống đổ xi măng đó, một ngày như vậy thì anh sẽ trả cho người ta 180 cho đến 200 đô, là người thợ phụ thôi, là một người thợ phụ thôi. Còn mấy người mà có thợ chánh là từ 250, từ 250 cho đến thợ chánh đó. Thợ tùy theo, thì cái mức lương bên này nó rất Này. là do tùy theo em hiểu không, có tùy theo. Có nhiều người thì như là có nhiều người họ làm tới 50 đồng, 60 đồng một giờ, tại vì người ta có nghề nghiệp, người ta có giống như kỹ sư hoặc là trong nghề construction đó, thì người ta nói là người ta làm. Thì nãy giờ anh nói là cái mức lương thấp của cái người lương thấp nhất của bên nước Mỹ thôi, em hiểu nói Yeah. không? Còn á, một số á, thì là họ họ còn một số thì họ có tay nghề, hoặc là hai vợ chồng ở chung với nhau. Ví dụ như bồ mình hai vợ chồng ở chung với nhau thì người ta sẽ hai người thì lựa cơm gấp lắm, đúng không? Như vậy thì cái cuộc sống của cái người mà không có văn hóa, ít ít hiểu biết về tiếng Anh này, hay là ví dụ như là sức khỏe kém, thì cái thu nhập rất là kém. No, sức khỏe kém, nếu mà em không có sức khỏe bên Mỹ thì lần em sẽ được nhà nước tài trợ 100%. Sức khỏe em kém, em không đi làm là được, thì sẽ nhà nước tài trợ 100% cho em. Thì một tháng em sẽ được tiền trợ cấp, giống như tiền welfare gì đó, tiền tiền trợ cấp mỗi tháng em sẽ được trợ cấp. Thì mỗi tháng em sẽ được tùy theo tiểu bang có được 400 đồng tiền mặt, rồi giờ tiền đồ ăn thì người ta sẽ cho mình khoảng chừng 200-300 đồng tiền đồ ăn, rồi là rồi tiền bảo hiểm này nọ. Nhưng trung bình á, tiền bảo hiểm cho tiền mà welfare mỗi năm một người welfare thì trung bình sẽ luôn tiền bảo hiểm và tiền ăn uống đồ này nọ đó, là sẽ được mỗi mỗi năm nhà nước sẽ cung cấp cho người đó khoảng từ 35 cho đến 37 ngàn, là cộng luôn tiền bảo hiểm nhân tạo, bảo Nhưng hiểm mà y có tế. nhiều như vậy thì tất cả những cái người mà có cái mức lương và có cái mức trợ cấp như vậy cũng chỉ là đủ sống hoặc thiếu hụt trong Đủ cuộc sống sống. thôi, đủ 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 sống thôi. Còn không thôi là những người kia thì đi làm tầm bậy tầm bạ, hoặc là người ta người nhiều cái những người mà gọi là thấp kém á, thì người ta đi làm tầm bậy tầm bạ, người ta đi trồng cần sa, hoặc là người ta thì, này nọ thôi. Còn nếu như mà anh phải có những cái tiêu chuẩn gì để mà vào được trong cái hãng nào hoặc cái xưởng nào, mà có nghĩa là có công ty đó, thì anh Hãng phải xưởng cần thì có những tùy cái tiêu chuẩn gì? hãng hãng xưởng thì không có, hãng xưởng thì tùy theo. Ví dụ như em đi làm này, em có kinh nghiệm, một số kinh nghiệm về đi làm, thì vô trong đó thì nó phỏng vấn em, thì nó sẽ cho em cái mức lương cao hơn cái mức lương bình thường hai hoặc ba đồng tùy theo hên xui thôi. Ví dụ như em vô một cái hãng, ví dụ như em đi cái mức em đi làm lau chùi đi, gọi là janitor á, em đi làm lau chùi thì có thể là em nói em có kinh nghiệm, em xạo ra em viết trong cái resume của em á, là trong cái hồ sơ cá nhân của mình á, mình là bọn mình nói là tôi có kinh nghiệm này nọ, thì có thể thì người ta sẽ cho em cái mức lương trên cái mức lương căn bản. Ví dụ mức lương căn bản 11 đồng thì người ta sẽ cho em thành 13 hoặc 14 đồng tùy theo, thì cái tùy theo công việc thôi. Chứ còn đa số thì vô trong đó thì người ta cũng training, có nghĩa là người ta dạy mình, người ta chỉ mình. Thì người Việt Nam mình ở đâu vậy, cái chuyện làm chân tay mà, người ta chỉ mình thì từ 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 mình biết, vô một ngày không biết thì 2 ngày biết thôi, vậy thôi. Thế nhưng mà đối với em thì em nghĩ là nếu mà so với cái mức lương và so với cái sức lao động bình thường á, là với những cái người mà có thu nhập thấp đấy, thì nếu như mà kể chuyện về Việt Nam chẳng hạn, hoặc ngồi đó nghĩ về Việt Nam là cái số tiền này, và tính về để mà tính với cái đồng tiền Việt Nam, thì mình sẽ thấy cái đồng tiền Việt Nam nó to. Nhưng ngược lại ở đó thì cái thu nhập như vậy, sống cuộc sống nó không được thoải mái cho lắm. Khổ lắm, nói cái chữ thoải mái thì sẽ không có thoải mái đâu em, không có thoải mái đâu. Đừng có nói mà cái thoải mái. Nếu mà em nói những cái người mà nếu mà người mà lao động mà giống như người thợ này, người thợ phụ này, đồ này nọ, bên bên Việt Nam thì thấy khổ, nhưng bên Mỹ thì thấy nó đỡ hơn. Còn mấy người mà không biết tiếng Anh, không có tay nghề thì không có thoải mái đâu. Nó vừa nó cái gì nó cũng vô nám hết à, nó cũng vô nám hết rồi. Em một tháng em làm, hay như một tháng em làm 3.000, thì thí dụ như một tháng em làm 3.000 thì em cũng chi phí ra hết 2.500 đến 2.600 rồi, còn 4-500 thì em có thể em làm cái chuyện riêng tư của em
chứ nhiều khi không có thể nào mà em thoải mái đó. Trừ ra giống như em làm chủ của một kinh doanh, hay là chủ thầu, chủ nhà hàng, hoặc là em có tay nghề, em làm ở Mỹ lâu năm, em có tiếng Anh, hoặc là em chuyên như làm những hãng lớn đồ này nọ, thì cái đồng lương em trên 20 đồng thì có thể ở nước sống nước Mỹ thoải mái, chứ còn mà đồng lương dưới 20 đồng ở bên nước Mỹ em sẽ không thấy thoải mái được. Bởi vậy Nhiều thì em khi mới nói là có rất nhiều người ở Mỹ họ làm rất là cực khổ, nhưng mà cái người thân á là ở Việt Nam, ví đúng dụ em có anh em bà con ở Việt Nam mà bên đó họ gửi về, chẳng hạn họ gửi 1.000 đô chẳng hạn, là về Việt Nam nó có tầm được khoảng hơn 20 triệu một tháng, thì cái người ở Việt Nam á là người ta sống rất là sung sướng, họ đi ra ngoài họ chơi bời, họ cà phê cà pháo, họ đâu phải làm gì đâu. Nhưng mà đúng thực ra ở bên đó kiếm được 1.000 rất là vất vả, em thấy không rất em là Minh vất nhớ vả. cho anh nói một câu, đừng có nghĩ mà đồng tiền một những cái người mà làm căn bản như vậy 1.000 đô có thể là 1 năm người ta mới để dành được 1.000 đô đó em, anh nói cho Dạ em biết đúng rồi. là như vậy đó, Đó. chứ không phải là cái này là mình nói là những cái chuyện sự thật, còn anh nói cái này nói là những chuyện sự thật thôi, chứ anh không có phải là anh bịa chuyện hay là anh muốn dìm nước Mỹ hay cái gì, anh Không sống ở sống phải, cái trường đó lập nó là sự thật. Thứ nhất nha. ở đây em muốn là mọi người chia sẻ để những người cũng có thể là muốn đi qua Mỹ, hoặc là những người mà người ta đang ở Mỹ mà người ta đưa đất nước Mỹ lên trở thành một cái nước Mỹ thiên đường để làm Không, ảo tưởng những người trong nước. Đó, nó là nhưng như mà vậy em. như vậy anh phải nói thêm như vậy, nếu ở bên Mỹ này những người mà không biết tiếng Anh, nếu mà người ta siêng một ngày họ có thể đi làm 2 việc, có nghĩa là một ngày một làm hết việc chỗ này 8 tiếng, họ nhảy qua bên kia họ làm thêm 4 tiếng hoặc là 6 tiếng, thì có thể người ta sẽ dư giả được một chút, người ta có thể người ta mua cái nhà hay là mua hai hai vợ chồng này, nó có thể thì một ngày phải đi làm 2 job, có nghĩa là một ngày phải làm 16 tiếng thì mới dư dả được, còn mà một công việc thì không thể nào dư dả được. Đừng bao giờ nói với anh là một công việc mà làm cái mức lương căn bản ở bên nước Mỹ thì mà nói là dư dả được, không bao giờ, không bao Vậy giờ thì được đó. ví dụ như anh Titong thì bây giờ cho em hỏi là cái thời gian này á, tức là anh đã về hưu rồi mà anh vẫn làm tiếp được những cái công việc khác, là do anh đang làm công việc anh đang làm đây, thì vậy thì cái mức lương mà anh nhận được từ công việc này với lại cái tiền lương hưu là anh vẫn nhận được bình thường chứ? Thì mình nói này nghe thì cái chuyện nếu mà nó muốn nghe thì anh kể anh nghe thôi, còn cái công việc cái việc trực thầu này thì anh làm 20 mấy năm nay rồi, anh làm 26 năm rồi, anh làm từ 90 tới bây giờ, còn cái việc mà làm chánh cho nhà nước thì anh làm 20 mấy năm luôn, nhưng mà từ hồi đó anh làm cũng làm 2 công việc luôn, còn đêm thì anh làm cho nhà nước thì một đêm làm có mấy tiếng thôi, 6 đến 8 6, có bữa nào mà bận rộn lắm thì mới là 6 đến 8 tiếng, còn bình thường thì 4 5 tiếng thôi. Còn từ bên anh bài trừ ma túy thì cũng không có phải giống như là mình giống như cảnh sát bình thường ở ngoài, cảnh sát bình thường ở ngoài phải đi một vòng vòng, còn anh bên bài bài trừ ma túy thì nó rất là đơn giản mà nó rất là nguy hiểm nên cái thời gian nó ngắn. Còn cái anh về hưu bây giờ là về hưu thì cái lương của anh á, anh ăn được 78%, 75 đến 78%, tại vì anh được ăn hai bên, bên hồi xưa thì bên không quân, về bên của bên nhà nước thì hai bên cái là anh được ăn 2 cái pension. Còn cái việc thêm ở ngoài thì nói chung ra thì cái việc cái ăn lương, cái đồng lương của nhà nước ăn tiền hưu á thì mình cho gia đình rồi, cho mấy gia đình rồi, còn cái tiền này anh làm ở ngoài thì anh dư giả ra được thì anh giúp được người này người nọ thì anh giúp thôi, còn thì cũng nói chung ra thì cũng sống thoải mái, mình nói chung là cái thoải mái chứ không phải là mình nói gọi là mình dư giả, mình không ăn cái này nữa. Mình lên mình không có khoe, không có khoe thì mình chỉ nói là thoải mái vậy là được rồi, ai chơi sao mình chơi vậy. Yeah. Thì đấy là nói chung là cái khi mà nếu như mà để mà kiếm tiền ở Mỹ là em thấy những người thứ nhất là có học thức, thứ hai là phải chịu khó, Đúng xác, chính xác, và rất thứ là chính ba là xác. phải kiên trì. Dạ đúng rồi, chính xác thôi. Từ cái ngoài 2 cái đó bên nước Mỹ thì tiền kiếm ra rất là dễ, nhưng mà một cái là em phải chịu khó và em chịu cực. Tôi nói dài cái thời gian thôi, nếu mà em không biết cái gì á, em phải chịu khó thôi. Em lăn lộn em đi làm, thí dụ như em lãnh, có nhiều một số người là họ đang lãnh tiền chính phủ, là tiền welfare đó. Họ cũng già hay là họ làm bộ họ là bệnh, hoặc là họ mấy người đi HO hoặc là mấy người đi bảo lãnh hồi đó giờ đó, thì họ đi sang đây họ cũng chả có bao giờ họ làm hết đó. Những người mà lãnh mà ra đi chống cộng, giống như vừa rồi cái clip mà anh quay là mấy ông bao quay chụp hình quay đi vòng 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 mấy cái chợ đó, là mấy ông nói là bảo đảm không qua đây, qua đây không bao giờ đi làm hết đó, vừa ăn tiền chính phủ và vừa đi làm tiền mặt đó. Thí dụ như em kêu À. giống như em đi phụ, giống như là kiếm mấy cái chỗ mà giống như anh nè, cũng có một số người một hai người mà việc họ làm cho anh á thì anh cũng trả tiền mặt cho họ.
thì anh trả cho anh, thì nhưng mà với đồng lương một ngày 100, 150 tùy theo cái người ta ấy, thì đó thì Nhưng người mà ta cho vừa em hỏi cái này này, khi mà anh trả tiền mặt cho họ ấy, thì cái người mà nhận tiền mặt đấy vô tình mà người ta điều tra ra là không đóng thuế đâu có sao không? có đó, bắt buộc anh bắt người ta đóng thuế là cuối năm anh phải đưa cho người ta tờ giấy, bắt buộc người ta phải đưa anh cái tên, anh không quan trọng cái tên nó tên của ai hoặc là cái tên nó tên của người ta đúng hay sai, nhưng mà miễn sao là có cái tên cho anh, để cuối năm anh bắt người ta khai thuế vô cái tên đó là cái chuyện chuyện của người ta khai tầm bậy tầm ba là cái chuyện của người ta, tại vì cái tên đó là cái tên phải có tên, anh phải nó bắt tên đó, tên họ đàng hoàng, tên họ với số an ninh xã hội, tại vì cuối năm anh phải bắt người ta khai thuế chứ không có thể nào mà nó, người ta khai sao khai rồi chuyện của người ta, anh không có dính dàng tới. Thì bây giờ thì mỗi tháng mỗi năm anh trả thí dụ như là 150 một ngày, họ làm bao nhiêu đó tổng cộng anh trả cho người ta 8.000, thì mỗi thí dụ đi anh trả đó nguyên một năm đó người ta làm mấy tháng đó anh trả 8.000, thì cuối năm anh sẽ đưa có một cái tờ giấy đó, ông Trần Văn B số an ninh xã hội số mấy, tôi đã trả cho ông 8.000, ông bắt buộc ông phải trong 8.000 đó ông phải khai thuế, còn ông không khai cái chuyện là chuyện của ông vậy thôi, nhưng mà anh sẽ có số, anh đưa cái tên họ đó ra là trong đưa trong cái sổ thuế cái chỗ công ty thuế khai thuế cho mình đó, cái người mà gọi là tax á khai cho mình đó, người ta sẽ làm thuế cho mình là đã trả cho cái ông B đó, ông Trần Văn B đó là 8.000 đô là nhiêu nhiêu đó, chứ mình đâu có làm bậy được, mình làm bậy kiểu đó mình trả là bậy kiểu đó nó nhà nước mãi mình cái là thôi xong mình luôn, mình đã làm cái kia mình biết là bà tầm bậy rồi, mình ấy tầm bậy rồi là mình Không, nhưng còn gì mà bây nữa. giờ em lại hỏi một cái chỗ như này, ví dụ anh là người trả lương cho em thì anh trả bằng tiền mặt và cuối năm thì em phải là người kê khai thuế đúng không, qua cái số tiền đưa ra, thì vậy thì nếu như mà em muốn kê khai thuế thấp hơn thì em nói là ở cái năm này anh chỉ trả, anh bình thường anh trả 8.000, em bảo anh nói là anh chỉ trả 2.000 thì cái đấy Không được rồi, có nó được đâu không? không được, nó đâu không được. Nếu mà anh làm nhỏ nhỏ nhỏ, anh làm một cái công ty nhỏ nhỏ một hai người là mình có thể anh có thể du di được, chứ mà làm mà kiểu một năm mà anh làm trên một năm mà khách anh trả trên 100.000 anh không có thể nào anh khai vậy được. Hồi ngày xưa thì làm được chứ bây giờ cái gì cũng vậy, nó authorize nó cái người ta, anh xin lỗi nha, anh xin lỗi mọi người từ khu đúng mướn rồi nè, thì cái gì cũng vậy, bây giờ nó có cái trong system hết rồi, cái trong hệ thống hết rồi, em mà ghi ra thí dụ như anh đưa cho em bây giờ tiền mặt hay tiền check gì cũng vậy thôi, thí dụ như anh viết cái check cho em 10.000 hoặc là đưa em cho 10.000 cho em tiền mặt thì nó cũng là vậy thôi, nó lấy từ trong nhà băng anh đưa ra thôi, còn những người khách mà ghi cho mình bao nhiêu đó, thí dụ như anh nói cho em nghe nè, một năm á khách có thể trả cho anh 100.000, anh nói thí dụ đi, mà bây giờ á A B C cái gì cũng vậy, nó có hóa đơn hết sẵn, cái gì hóa đơn hết, nó có cái con số hết, thí dụ như anh mua vật liệu đồ này nọ nó sẽ nổi con số hết, nó sẽ nổi con số hết nè, thí dụ nè anh mua vật liệu nè mới đây nè, anh mua vật liệu nè em trên cho em coi, thì nó sẽ nổi con số ra là anh mua vật liệu hiện bây giờ là anh mua 39.000 mấy trăm, em thấy chưa, nó có hết, thì lại cái mã số nó có hết, thì anh sẽ Nhưng đưa những em tờ đang giấy được, hỏi là cái người nhận đấy là người ta nhận bằng tiền mặt mà. tiền mặt hay Đấy tiền thì check thì cũng vậy thôi, để anh giải thích cho em nghe, tại vì á tiền mặt hay tiền check gì cũng vậy, tự nhiên trong cái con số của khách anh mỗi năm đó, nó đưa cho anh, nó dĩ nhiên nó phải đưa cho anh một, thí dụ như ba người khách nó trả cho anh 100.000 một năm đó, mà em đưa thí dụ như anh khai ra nói ok tao mua vật tư hết trả 50.000 rồi tao đổ xăng 2.000 rồi tao trả tiền công nhân 3.000 rồi cái này cái nọ, chênh lệch 1-2% ok, mà chênh lệch thôi mấy ngàn đô thì dĩ nhiên là nó sẽ tự động nó sẽ câu hỏi ra và sẽ có câu hỏi nhà nước, thuế vụ của nhà nước, nó gọi là thuế vụ của nhà nước Mỹ sẽ có câu hỏi và họ sẽ có người xuống điều tra, một năm 2 năm 3 năm nó sẽ dồn vô, lúc đó mà mình mà trả lời không đúng được, mình không có đủ giấy tờ mà làm bằng chứng cho nó thì mình sẽ đi vô tù thôi, đừng có giỡn với thuế vụ bên này em, thuế vụ bên này không có dễ đâu em, đừng có giỡn, một năm 2 năm nó sẽ cho nó, ví dụ như năm nay em ăn gian thuế 30.000 nó biết đi, nó nói mày có hỏi nó sẽ gửi giấy về, nó hỏi mày có kỹ chưa, rồi bắt đầu là em cứ nói là ok tao đã khai được kỹ rồi, nó để 2 năm 3 năm em nghĩ đi, cái bộ óc của cái đầu của mình không có thể nào mà qua được computer đó, em trốn được Nhưng một anh số thôi, này, em là tiền mặt mà anh Titon cũng lấy từ nhà băng ra cho nên nó kiểm soát từ anh Titon. dạ đúng rồi như vậy thôi, tự nhiên từ cái một người 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 khách tới lúc nào cũng vậy, người ta ghi cho anh một cái được trả tiền đi, gọi tiền 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 công cho anh á, anh nói thí dụ như
À, thí dụ như mà anh trả tiền, người khách tới trả tiền công cho anh 50 ngàn thì người ta sẽ ghi một cái hóa đơn, cái check cho 50 ngàn chứ không bao giờ người ta đưa nguyên cọc tiền 50 ngàn đâu. Anh nói thí dụ như vậy thì cái anh phải cầm cái tờ check đó, anh đi vô nhà băng của anh bỏ vô nhà băng của anh rồi nó mới đổi ra thành tiền mặt được. Hiểu chưa? Chứ không thể nào mà anh đi ra mà anh trốn thuế, không có thể nào mà em trốn được. Bây giờ á, nếu mà em đi làm hãng, cái người này chịu Tiên Triều nói đúng nè, nếu mà đi làm hãng á, thì nó sẽ W2, còn á nó gửi cái chữ W với số 2. Còn cái mà đi làm mà mấy người làm công nhân bình thường thì cuối năm anh sẽ đưa cho một người ta gọi là cái 1099, có nghĩa là cái đơn đó là cái đơn 1099, là người ta tự động người ta trả, người tự động người ta khai thuế của người ta. Em hiểu chưa? Chứ không có thể nào mà anh có thể anh trốn thuế được. Cái thí dụ như một công ty của anh giống như năm ngoái anh làm được gần 1 triệu, anh nói thí dụ đi gần 1 triệu thì anh có thể anh khai anh ăn gian được khoảng chừng 3 đến 50 ngàn. Anh nói thí dụ đi, một năm này nó bỏ, 2 năm nó bỏ, nó dồn vô 3 4 năm rồi nó sẽ làm cho một vố cái đùng, nó bắt mình trả một cái số lượng. Em không có, bây giờ thí dụ như em không có thể em trả thì bắt đầu em trả tiền đâu, em không trả một lúc được, em thiếu thuế quá nhiều đi, em thiếu nợ thuế quá nhiều. Thí dụ như em nghĩ là em chào Dennis, thí dụ như em thiếu thuế quá nhiều đi thì có thể là em sẽ thí dụ thế thiếu thuế là dụ 100 ngàn thì em sẽ nói ok bây giờ tao không có khả năng tao trả mày 100 ngàn. Nếu mà mình cứ làm bộ mình vờ 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 nó sẽ xuống, nó shut down cái business của mình, có nghĩa là nó sẽ đóng cửa, nó không cho mình cái thuế môn bài á, nó sẽ không cho mình làm việc nữa, là lúc đó Tức là là mình không có thể nào mình. nếu nói như anh như vậy là cái thằng nhà băng và cái thằng thuế là hai thằng nó liên kết với nhau Không, rất chặt không chẽ. phải là thằng nhà băng, không phải là nhà băng, nhà băng cái thằng thuế lúc nào cũng vậy, nó biết hết, tại vì người khách ghi cho mình cái check, người khách ghi cho mình cái check là người check, người cái khách nó sẽ report cái người check đó, cái người khách nó sẽ đi khai thuế là nói trả tiền cho cái công ty, có nghĩa là cái kia là công ty của anh Minh Mỹ là gọi là cái bogey construction, là có nghĩa là bogey công ty bogey đó là sửa nhà. Thì người thí dụ như Hiếu Hiền là người sửa nhà, anh là chủ chủ cái nhà đó, Hiếu Hiền mướn anh tới anh sửa nhà thì Hiếu Hiền trả cho anh 100 ngàn, thì Hiếu Hiền sẽ lấy cái hóa đơn của anh ghi cho Hiếu Hiền 100 ngàn đó, Hiếu Hiền đi khai thuế để nó trừ lại cái tiền thuế là Hiếu Hiền đã sửa sửa cái nhà của Hiếu Hiền và tu bổ của Hiếu Hiền mỗi năm. Cái năm thí dụ như anh sửa cho Hiếu Hiền là 2016, Hiếu Hiền ghi cho anh là 100 ngàn, trong 2016 đó cái anh ghi cái lại cho Hiếu Hiền một cái hóa đơn là Hiếu Hiền đã trả cho anh 100 ngàn để anh sửa nhà Hiếu Hiền. Hiếu Hiền có thể lấy cái hóa đơn đó đi khai thuế để cho thuê cuối năm người ta trừ lại cái tiền thuế đó, Hiếu Hiền đã tu bổ nhà. Hiểu chưa? Thì cái đó với cái này dĩ nhiên nó liên với nhau chứ không có cái nào mà nó trốn được hết đó. Em không có cái nào mà nó trốn được cái gì chung, ok, nhưng mà đừng có để cho nó dồn dồn là nó đập một cái là nhận thông ra mình lại. Em hiểu nói Dạ, nó đúng. rất nó rất là nó rất là nó rất là complicated, nó rất là khó khó nó khó khó nhưng mà hả, miễn sao mình làm theo đúng luật là mình sống thôi. Miễn sao mình nói mình sống thôi. Còn có nhiều người công ty lớn họ cũng trốn thuế được, họ giống như là cái họ 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 trốn thuế được, không có cách cho không trốn nhưng mà họ trốn vẫn được, nhưng mà họ phải làm theo kiểu tinh vi. Hiểu chưa? Cái nào mà nên trốn thì trốn, còn mình cái nào mà không nên thì đừng nên, đừng có làm ấy, đừng có giống như là ví dụ bây giờ em vô trong nhà băng đi, em vô em rút 5 ngàn 3 ngàn không sao, mà em rút 10 ngàn, 10 ngàn là bắt đầu nó có đặt vấn đề rồi đó. Em rút một số tiền lớn gì đó, cho dù là cái nhà băng đó nhà băng của mình nha, hoặc là em vô mua chỗ nào em đi mua đồ vậy, em cầm một số, thí dụ như em đang cầm vô em cầm 5 ngàn 3 ngàn vô em trả tiền em mua cái vật đó 15 ngàn 3 ngàn không sao, mà em mua cái vật nào mà trên mười mấy 20 ngàn mà em cầm tiền mặt vô là nó có vấn đề hết đó, nó ba trời vậy đó. Anh nói với thí dụ như vậy nè, thí dụ như nó mất dạy lắm nè, cái nước Mỹ này có cái mà hay có cái nó vui. Em vô trong casino, anh có một người bạn, thằng đó người bị trắng, thấy không, nó bất mãn gia đình, nó bị ly dị, nó quýnh bài, nó thua cái ngày đó nó thua 120 ngàn, nó lấy thẻ rồi đó nó cà 120 ngàn không sao. Tự nhiên cái tối đó 11 giờ đêm cái nó ăn lại được gần 100 ngàn, khi mà nó thua 200-300 ngàn không ai bắt nó đóng thuế, khi mà nó ăn được 100 mấy ngàn lại bắt nó đóng thuế,
trong cái số tiền 100 mấy ngàn bác nó đóng thuế, con nó bực mình dễ sợ không? Em thấy bực mình không? Đúng Em hiểu nó rồi. nói không? Mà trong khi là đi chơi 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 cờ bạc mà cũng vẫn phải đóng thuế. Đóng thuế. Em cứ trên 3 ngàn là em thắng trong casino, trên 3 ngàn là loát, em đóng thuế đâu trong cái sòng bài á, con nó mất dạy. Mà trong cái ngày đó nó thua 100, nó thua 200 ngàn, 300 ngàn rồi, đúng không? Mà cái khi mà nó thắng lại thì cái sòng bài trả tiền cho nó, tự trả trên 10.000 đô là nó bắt thằng này đưa số an ninh xã hội, đưa cái bằng lái ghi ra, cái tự động mấy tháng sau sở thuế vụ IRS đó, gửi về cho thằng này nguyên một cái hóa đơn, mày phải trừ cái số tiền này ra, mày phải đóng thuế trong số tiền này, mày đã thắng trong năm nay là mày đã thắng mấy trăm ngàn thì ở ở trong sòng bài. Mà trong khi đó nó thua mấy lần như vậy mà nó chỉ ăn lại một phần thôi mà nó phải đóng thuế, còn tức dễ sợ không? Bởi vậy Quá mới tức nói luôn. thuế vụ. Bởi làm gì làm thuế vụ mà bên này thì không ấy đâu, thôi anh phải xin phép bây giờ, anh phải ra anh phải tính tiền xi măng cho người ta rồi, anh chỉ Dạ có vâng. thời gian nói Cảm chuyện với ơn em vậy anh thôi nhé. chia sẻ nhé. Vâng. Ok em, thôi vậy Dạ xin chào mọi người nhé, xin chào mọi người, bye bye nha. vâng.